Bất ngờ quá nha. Trời ơi, sợ Hoàng Anh đi. Sô-cô-la quá ngon. Trời ơi, mày nhắc cái tao mới nhớ sinh nhật tao á. Nãy giờ tao cũng nhớ sinh nhật tao nữa. Tao nhớ sinh nhật Tài. Tài sinh nhật cái tháng luôn á. Nhớ Tài. Thầy sinh nhật Mỹ luôn. Thầy sinh nhật Mỹ nó lòn. Bây giờ sinh nhật hả? Sinh nhật bây giờ đâu có tiền để sinh nhật đâu. Khổ quá, đâu có tiền để sinh nhật đâu. Dạ không chị, em đang uống bạc xỉu à. Dạ em chưa uống nước dừa. Dạ em chờ nước dừa hơi lâu lâu một chút nữa em uống luôn. Dạ đúng rồi chị Hạnh Bùi. Dạ Thấy ơi, Tý ơi, sinh nhật tôi, ông có tiền đãi cho tôi không Tý? Tôi không có tiền rồi đó. Không, có tiền đãi không? 18 sinh nhật chị Trâm hả? Sắp tới rồi đó. Có bao nhiêu? 67. Có bao nhiêu? Chắc có, 1 ngàn dính túi à, chắc có. Hồi nãy nó có 100 ngàn, mua đi rồi có 5 ngàn, còn 65 ngàn. Cho 2 ngàn nữa là 67 ngàn. Còn 65 ngàn. Rồi, mọi người kêu nè, đòi 200 đô đãi sinh nhật đi. Ngoài có nhà đâu. Dạ sinh nhật 1018 tháng 11 cho đây. Bạn con Jackson á. Trời ơi. Khùng quá. Đấy giống khùng vậy mà nhiều người thương á. Trời ơi mà trời không không hề đáng yêu không hề. Dễ thương quá. Không hề. Ôi cả nhà mấy chị Chi Trâm là mấy anh chị cười tám chín thôi mà ổng ơi, ổng nhỏ nhẹ lắm mà cười xỉu luôn á. Ổng là nhẹ nhàng lắm mà cười bệnh luôn á, cười điên luôn á. Mấy đứa thèm hả? Ông Tý nó nhiều người thèm ông Tý lắm kìa. Thèm quýnh hay gì á? Thèm quýnh ông Tý hay gì á? Ê Phương ơi đừng để anh Tý nói xấu mượn tiền đó em. Mượn tiền đó anh Tý có tiền đâu có chuyện nói nhỏ. Mỗi hai cục bộ chiến không cho. Nó nói này cũng cục. Nó thấy chưa mọi người thấy chưa. Thấy chưa. Nói chuyện giọng mới là cười điên á. Hai cục bộ chiến cũng cục hả? Có cái gì vậy? Cái gì vậy? Quỷ sứ. Thấy sợ thì sợ luôn. Sô ngày 13 không có Hồng Loan và Linh Tý. Không thấy anh em quảng cáo gì hết. Chắc quán không full ghế được anh Vũ Trần. Ủa số ngày 13 là ngày gì vậy? Là gì vậy mọi người? À Leon Vũ á. À của bên quán anh Huy Lê luôn hả? À dạ dạ đúng rồi. Dạ. Tại vì không phải show của mình nên mình không có la lên. Show của mình la lên. Dạ thật sự không nhớ luôn mọi người. Hôm nay nhắn mới biết là show ngày có show ngày 13. Dạ thì đó mọi người thương thì mọi người cứ ủng hộ quán cà phê của anh Huy Lê với lại những ủng hộ những anh chị em nghệ sĩ hát ngày đó nha. Chứ kỳ này nào không có nhóm tụi Trâm. Dạ. Tại vì đâu có thể nào hát hoài được mọi người. Dạ. Bữa này hát rồi chừa bữa khác cho người ta hát nữa. Chứ đâu có thể một mình tháng nào cũng hát thôi. Cô nó kỳ lắm. Cô nó kỳ lắm ạ. Không có chị gì hả? Ủa vậy hả? Tôi nghe lời ta luôn. Chị ơi, dạ em không biết ca sĩ nào hết chị ơi. Dạ. Em không có biết ca sĩ nào để lên nói lại hết trơn. Em đâu có biết đâu. Dạ. Mình biết thì mình mới nói, dụ như con Bum nó nói xấu em đi, em biết là em lên nói thẳng mặt nó. Chứ còn em đâu có biết thứ nào đâu mà lên nói lại. Em cũng dám nói xấu bà nữa cho bà giết nha. Cô bạn anh Lê tặng anh sẽ tặng sao? Trời ơi, cái gì vậy trời ơi? Ủa, thằng Tài sao vậy Tài? Trời ơi, rồi xét nước qua luôn, 7 tỷ sao? Cô nói tên gì Tài nói, cảm ơn cô. Em đâu có biết đâu. Ôi thằng Tài, trời ơi. Ghen tị, ngày mai sẽ nhận liền đi nha anh ơi. Ghen tị liền chứ không? Em mà còn ghen tị. Trời ơi, một hộp sô-cô-la nè. Trời ơi, sô-cô-la còn bông bán cho mọi người. Cô ơi, dạ cô ơi, cô có mua gì đó mở sticker bên con tặng Tài không ạ? Dạ cô, dạ cô Hoàng gì đó hả? Dạ. Trời ơi, bấm qua mặt Tài, bấm qua mặt Tài liền. Rồi nhân vật chính liền. Happy birthday to you.
cô Hoàng đi, mất rồi, cô đó tên gì? Cô Hoàng Anh Lê. Cô Hoàng Anh Lê, dạ con là Bích Trâm nha cô. Dạ dạ shop con là shop Bích Trâm. Dạ cô có thêm mua thêm nước mỡ sticker tặng cho cô đây không ạ? Bất ngờ quá nha. Trời ơi, sợ Hoàng Anh Lê. Cô la quá ngon. Trời ơi, rồi gì nữa, nãy gì nữa, coi ra luôn. Nước bông. Trời ơi, xuất sắc. Hôm nay tài vô mánh rồi. Trời ơi. Không có khóc, Trời ơi, cận cảnh vô coi. Trời ơi, quá đất thằng tài rồi. Trời ơi, cái set này con bum nó bán 6 triệu 7 đó. Trời ơi. Trời ơi. Làm dễ ngoài mua luôn. Quá trời. Nôn quá chắc mai em cũng làm sinh nhật luôn. Chứ không đợi tới ngày 18. Quá trời nôn rồi. Dạ, con Hoàng Anh ơi, tới 18 sinh nhật con nha cô. Dạ, 3 tháng 12 sinh nhật cùng bum. Dạ, sinh nhật Linh Tý 26 tháng 2 nha cô. Quá trời. Dạ ôi, cô Hoàng Anh Lê. Quá trời. Tại nay vô mánh này. Trời ơi, người ta nhắc nè, Tân Mập ơi sinh nhật đi kìa. Dạ. Hảo Nhân sinh nhật luôn. Nắng Xuân sinh nhật luôn. Tân Ba Miền, Phúc Khang đồ sinh nhật gấp đi, sinh nhật gấp đi. Ngày 2 tháng 2 nha cô chú chị. Ngày 2 tháng 2 nha cô chú chị. Ngày 2 tháng 2 nha cô chú chị. Quá trời. Rồi không biết mở luôn á. Trời ơi. Mở cái sô cô la để về nhà mở. Để về nhà mở cửa hành năng. Về nhà hai vợ chồng đóng phòng lại nhau. Ừ. Hai vợ chồng đóng phòng lại. Sô cô la mà. Trời ơi, con này chị mê tí. Chị mê tí quá. Giờ vui chân. Ờ. Sô cô la con sò. Sô cô la là sò. Con sò ba ơi ba. Con sò vậy hả? Có con chim chép nữa nè. Trời ơi. Quá trời. Thôi hôm nay anh tài quá rồi mọi người ơi. Thôi. Dạ, con cảm ơn cô Hoàng Anh Lê nha. Cảm ơn. Tài hôm nay nó quá rồi. Chị đã chúc mừng sinh nhật tài. Trời ơi. Nó nói là Hoàng Anh Lê. Mấy đứa ở trọng, mấy đứa nhân viên đi học chính tả lại đi cưng nha. Cô Hoàng Oanh Lê nha mọi người nha. Cảm ơn cô. Cái là ca sĩ Hoàng Oanh vậy á. Hôm nay vui quá mọi người ơi. Hôm nay vui quá, trời vui, đông vui, hôm nay đông vui. Trời ơi. Là hai món quà này là shop của chị Phong nha cả nhà. Trời ơi, quá rồi. Vui quá. Rồi cảm ơn mấy cô chú anh chị đã luôn thương yêu chị em của tụi con nha. Dạ. Mấy cô chú anh chị luôn thương yêu chị em của tụi con. Chào chị Phước đi bên ơn. Thương quá trời thương. Đi cùng Hồng Loan đến cuối đoạn đường nha Tài. Dạ, hello. Hello Yên Bi. À, bé Yên Bi mới vô nè, bé Yên Bi ơi. Mọi người ăn bữa tiếng chưa? Trời ơi, anh đã kích xúc ra để tặng dạ. Con quà lớn nhất sức. Kích xúc là cái gì trời? Trăm ngàn con gà. Dạ, Linh Tý đã kích xúc. Quay lại. Để tặng cho em 2 tỷ. Dạ. Trời ơi, quá vậy? Quá trời dữ rồi. Quá trời dữ. Anh Linh Tý tặng em 2 tỷ. Dạ, cảm ơn Linh Tý. Giấu người được cho em dâm lên đường để chi phiếu. Ông Tý lén lút lấy 10.000 mua vé số tặng tài sang sáng. Đâu có 10.000 mua vé số đâu kìa. Trời ơi, sang hài quá. Lén lút lấy 10.000 của Bích Trâm mua tờ vé số tặng tài 66. Món quà lớn của anh Tý tặng em. Chiều nay mà nó vô một cái nha. Nó là anh Tài là hỏi đời nha cô chú anh chị. Là Tài bỏ làm YouTube luôn hả cưng? Đâu có à. Có cái nào mất tiêu luôn không? Quay xe. Tài quay xe. Chú ơi, chạy xe dắt nó mua cái áo giáp nè. Mà cắm điện thoại luôn lái. Bên 10 cái. Để mua thêm điện thoại để quay. Không quay luôn, ông không quay luôn. Bên 10 cái.
Kìa người ta xin hai số đuôi kìa Tài ơi. Hai số đuôi. 40 nha. Số 40 nha. Rồi mọi người đi vấn đề đi. Trời ơi. Rồi. Xin hai số đuôi. Dạ mọi người đi vấn đề đi ạ. Mà chuyện quá gì vậy? Có trời quá. Trời ơi, 12 giờ rồi đi về mấy ba mấy má. Về con lo cơm nước. Thôi đi chơi đi. Chồng bú con bú. Liệu ghê, liệu ghê. Liệu. Chồng con bú mớm. Bú mớm. À, chồng nó con bấm nè nó về cho con nó bú. Em cho con bú. Cảm ơn mấy chị đã chúc mừng sinh nhật của bé Tài ha, hôm nay nhỏ bé một cái nhà. Dạ cảm ơn cả nhà. Nay Tài ngon rồi, Tài ngon rồi. Vô rồi, nay Tài vô cốc rồi. Kể từ bây giờ cho tới tối nha. Là bắt đầu nhận quà đó hả? Cuối tháng cũng được chế độ nhận quà. Cuối tháng là cũng được. Thôi nhận nhận tới 17 thôi, 18 tới chị nhận. 18 tới chị hả? 18 tới chị. Nói là tới 17 tới tài khoản. Thôi, không, thằng Tài nó không ghim số tài khoản. Nhưng mà mọi người có số tài khoản của Trâm. Chuyển qua Trâm, Trâm chuyển lại nó ăn 10%. Chuyển giùm tốn tiền cước phí. Dạ. Rồi xăng xe đem qua rồi nữa hả chị? Rồi xăng xe bắn qua bắn lại rồi nữa chứ. Rồi chị lại đi chế độ nhận quà.